chúng ta sẽ đến với lượt của anh Khánh Phương. Sao mấy anh cứ thẳng vô em? Số 6. Số 6 là gì ạ? Ủa? Ngay đây luôn. Question and answer. 4, 5, 6. Đó là ô. Câu hỏi ạ. Ủa? Chứ không phải ô kim cương hả? Dạ không ạ. Kim cương là ô số 5. Và câu hỏi của anh Phương là một câu hỏi liên quan đến âm nhạc. Okay. Một ca khúc rất là dễ thương và đáng yêu. Lâm Vy Dạ xin được trình bày ca khúc đó ngay bây giờ. Em hả? Dạ. Anh hãy... cho Jun Phạm trình bày. Ý anh là? À, ý là giọng nam thì anh dễ nhận ra hơn. Mời Jun hát, tôi tự ái rồi tôi không hát nữa. Tôi sẽ phụ họa theo thôi. Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ. Có câu vòng lấp lánh, câu chuyện lớn theo em từng ngày, và em hồn nhiên hát ca. La 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 la, cầu vòng ơi, một ngày kia hãy bừng sáng lên. Đó là những câu hát trong bài Bảy Sắc Cầu Vòng. Dạ vâng. Câu hỏi của bạn là trong 15 giây hãy đọc xuôi và ngược Bảy Sắc Cầu Vòng. Ra hát không liên quan gì hết. 15 giây dành cho anh Khánh Phương bắt đầu. Xanh đỏ tím vàng. Xanh đỏ tím vàng. Theo thứ tự anh ơi. Xanh đỏ tím vàng. Đen. Chắc ý rồi. Lộn. Xanh đỏ tím vàng. Xanh lá cây. 5 giây trắng, cuối cùng. 5. Hồng. 4. Xanh đỏ 3, tím vàng trắng hồng. 2. 1. Hết giờ. Gấp quá anh bị rối. Rất là tiếc. Đáp án của anh Khánh Phương đã sai rồi. Bởi vì đó không phải là những màu sắc đúng thứ tự của bảy sắc cầu vồng. Đúng thứ tự nữa hả? Mà không phải cần đúng thứ tự. Mà vấn đề là cũng chưa đủ nữa, mới có bốn màu à. Bắt buộc phải đúng thứ tự nữa hả? Đọc xuôi là phải theo thứ tự thì chứ. Theo, nghĩa là xuôi theo ảnh cái đã. Mà vấn đề là cái xuôi theo ảnh cũng mới có bốn màu à. Vậy thì không phải là xuôi UO rồi, mà anh là xuôi UI. Có nghĩa là cái câu hỏi là trong vòng 15 giây hãy đọc xuôi và ngược. Phải đọc là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, tím, chàm, lam, lục, vàng, cam, đỏ. Thôi, chấp nhận thua. Và rất là tiếc, với câu hỏi này thì anh Khánh Phương đã không mang về 1 triệu tiền thưởng từ chương trình rồi. Em nói rồi, ai đứng với Lâm Vy Dạ rất là xui mà không nghe.